Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật dự báo mới nhất về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Theo đó, mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 11 thay vì ngày 10 tháng 11 như dự báo trước đó. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm cho biết mặc dù mưa lớn có thể giảm sớm, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt mưa lớn sau ngày 10 tháng 11. Cụ thể, nửa đầu tháng 11, mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Trong những ngày qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã ghi nhận mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 3 tháng 11 đến 8 giờ ngày 4 tháng 11, có nơi trên 100 mm, như Kim Thủy, Quảng Bình 113,6 mm, Hải An, Quảng Trị 245,4 mm, Điền Hương, Thừa Thiên Huế là 141,8 mm. Dự báo từ ngày 4 tháng 11 đến sáng ngày 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 4 tháng 11 đến đêm ngày 5 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm mùng 4 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Cảnh báo chiều và đêm mùng 6 tháng 11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ mưa cục bộ, cường suất lớn hơn 150 mm trên 6 giờ, từ ngày mùng 4 tháng 11 đến sáng ngày mùng 6 tháng 11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Một trong những nguyên nhân tác động đến các kịch bản mưa lũ ở miền Trung là sự xuất hiện của một cơn bão ngoài khơi Philippines. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay ở phía đông của Philippines đang có cơn bão thứ 22 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương với tên quốc tế là Yinshing. Bão ở vị trí khoảng 11,7 độ vĩ bắc và 133,8 độ kinh đông, đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ là 30 km/h. Cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đều cho rằng bão sẽ vào biển Đông vào rạng sáng ngày 9 tháng 11, trở thành cơn bão số 7. Tiến sĩ Huy cho biết, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11, bão mạnh lên sẽ hút ẩm từ Biển Đông, khiến mưa ven bờ miền Trung giảm dần. Đến ngày 9 và 10 tháng 11, khi bão đạt cường độ mạnh nhất thì mưa ở miền Trung sẽ chấm dứt. Với việc điều tiết mực nước hồ chứa về mức thấp nhất ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam những ngày qua thì khả năng sẽ không có lụt ở các địa bàn này. Chuyên gia cảnh báo, dù kịch bản mưa có giảm, bà con vẫn cần cảnh giác đề phòng những tình huống cực đoan bất ngờ có thể xảy ra. Hàng chục căn nhà của người dân ở phường 2 thành phố Bảo Lộc đã bị ngập nặng, nhiều cây xanh bị ngã đổ sau trận mưa lớn khoảng 1 giờ đồng hồ trên địa bàn. Chiều ngày 3 tháng 11 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra trận mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, làm nhiều tuyến đường, khu dân cư tại phường 1 và phường 2 bị ngập nặng. Nhiều con hẻm thuộc tổ dân phố 5 bị ngập sâu sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên, trận mưa lớn đã làm nước tại suối số 1 phường 2 dâng cao và tràn vào nhà, làm ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét đối với 20 hộ dân. Trong đó, nhiều nhà dân tại khu vực này do không có nhà nên nhiều vật dụng không thể di chuyển, bị nước ngập, nguy cơ bị hư hỏng. Tương tự là khoảng 20 nhà dân sống trên đường Phan Đăng Lưu cũng bị ngập sâu do nước từ suối Hà Giang dâng cao. Trận mưa lớn cũng làm nhiều cây xanh bị đổ trên các tuyến đường của thành phố Bảo Lộc và nhiều ô tô phải mang đi sửa chữa do bị nước ngập sâu. Thêm vào đó, một phần bờ ta luy tại khu dân cư tổ dân phố 8, phường 1, thành phố Bảo Lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp một số nhà dân trong khu vực sau trận mưa. Sau khi xảy ra mưa lớn, Ủy ban nhân dân phường 1 và Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc đã huy động các lực lượng phối hợp với công ty công trình đô thị Bảo Lộc hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, khắc phục sự cố. Sống trong sợ hãi vì thang máy chung cư liên tục rơi tự do. Sáng 30 tháng 10, bà Hoàng Thị Làng, 59 tuổi, sống tại tòa HH03E, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đưa cháu tới trường rồi trở về nhà. Bấm thang máy để lên tầng, nhưng khi đang vận hành đến tầng thứ 12A, thang máy bỗng đột ngột dừng lại rồi rơi tự do xuống dưới. Lúc này trong thang máy chỉ duy nhất bà Làng, sự việc khiến người phụ nữ này tim đập nhanh, chân tay run rẩy, tinh thần hoảng loạn, liên tục bấm chuông để cầu cứu nhưng không có phản ứng. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn vì không thể thoát ra ngoài, sau 30 phút cầu cứu bảo vệ mới tiếp cận giúp đỡ. Đây không phải lần đầu tiên tôi mắc kẹt trong thang máy. Cách đây nửa tháng tôi cũng gặp cảnh thang đi lên tầng rồi rơi xuống tự do. Sau đó lại đi lên lại, liên tục như vậy, lần khác thì thang rung lắc dữ dội. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh, sợ hãi không thể quên, bà Làng nhớ lại. Không chỉ bà Làng mà nhiều dân cư ở chung cư Thanh Hà đều đã gặp tình trạng mắc kẹt trong thang máy, thậm chí nhiều trẻ em bị kẹt la hét ầm ĩ. Phản ánh với chúng tôi, chị LH ở tòa chung cư HH03C cho biết vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 28 tháng 10, thang máy của tòa nhà di chuyển đến tầng 7
thì bất ngờ tụt xuống giữa tầng 3-4 rồi dừng lại, khiến hàng chục người bên trong hoảng loạn. Lúc đó bên trong có 7 trẻ em và người lớn, thang máy tụt xuống bất ngờ và dừng lại ở lưng chừng. Cảnh tượng hoảng loạn khó tả, chúng tôi bấm nút báo động, sau đó có bảo vệ chạy lên cậy cửa cho mọi người đi ra. Chị H cho biết khi thoát ra ngoài, nhiều người không dám di chuyển bằng thang máy mà tiếp tục đi thang bộ lên cao hơn chục tầng. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố 4, xã Cự Khê cho biết, tại các tòa của khu đô thị thường xuyên xảy ra sự cố thang máy, dù đơn vị bảo trì đã được thay đổi nhưng sự cố vẫn liên tục xảy ra. Điển hình có thang máy của tòa nhà bị hỏng nhưng hơn một tháng vẫn bị treo mà không được sửa. Chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, tại các cuộc họp cũng được nêu ra nhưng không được giải quyết. Ông Châu nói sau khi sự việc trên được chia sẻ lên nhóm của khu dân cư, nhiều tòa chung cư khác cùng khu đô thị Thanh Hà đều khẳng định hàng loạt thang máy thường xuyên xảy ra sự cố tương tự. Cùng cảnh ngộ như bà làng, chị Nguyễn Mến ở chung cư đô thị Thanh Hà luôn sống trong sợ hãi mỗi lần đi vào thang máy. Người phụ nữ này kể cách đây không lâu khi đi cùng con trai di chuyển xuống tầng 1 thì bất ngờ thang máy mất kiểm soát rơi từ tầng 12 xuống tầng 11. Cả hai mẹ con, chị Mến hoảng loạn, chỉ biết ôm lấy nhau trong sợ hãi. Mới bình ổn đại được tinh thần được vài ngày, hôm 27 tháng 10 lúc 19 giờ, mẹ chị Mến và con gái 1 tuổi sau khi chơi ở dưới sân chung cư sử dụng thang máy đi từ tầng 1 lên nhà cũng bất ngờ tụt xuống và mắc kẹt ở giữa tầng 1 và 2. May mắn bà mang điện thoại đi và gọi cho tôi thông báo tình hình. Ngay lập tức tôi cùng chồng di chuyển bằng một thang khác xuống sảnh thông báo cho bảo vệ tiến hành giải cứu hai bà cháu. Mất 30 phút thì mẹ và con gái tôi mới thoát được ra ngoài. Con gái vì bị nhốt trong không gian chật hẹp, thang máy cắt hệ thống thông gió nên vừa hoảng sợ, khóc suốt 30 phút, nóng toát hết mồ hôi, chị Mến chia sẻ. Từ lần đó, mỗi lần bước vào thang máy, chị Mến đều vô cùng lo lắng, tim đập chân run. Nhiều lúc chị tính phương án đi bộ cho an toàn, nhưng do nhà ở tầng cao, gia đình lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ nên đành tặc lưỡi chấp nhận rủi ro đi thang máy. Chúng tôi mua nhà về đây, đóng phí dịch vụ, phí bảo trì nhưng liên tục gặp sự cố, sống trong bất an, lo lắng trong chính chung cư của mình, chị Mến nói. Chuyên gia cảnh báo thang máy rơi tự do vô cùng nguy hiểm, có thể gây chết người. Việc thang máy rơi hay bị kẹt không chỉ diễn ra thường xuyên tại khu chung cư Thanh Hà mà tại khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cư dân cũng sống trong nơm nớp lo sợ khi cứ ít ngày là có vụ thang máy rơi bị kẹt. Một vụ việc tương tự mới xảy ra tại khu HH Linh Đàm vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 24 tháng 10. Nhiều cư dân sinh sống tại tòa HH3B trong thang máy di chuyển từ tầng cao xuống dưới tầng 7-8 thì bất ngờ bị trượt xuống tầng 4, khiến những người bên trong gồm có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em đi học về gặp phải tình huống hoảng loạn. Chị Quỳnh sống tại tòa HH3B chia sẻ, sự việc rơi thang máy diễn ra rất nhiều năm tại nhiều tòa nhà thuộc khu chung cư HH, nhưng hơn một năm trở lại đây, tần suất thang máy hỏng, ngừng hoạt động, rơi, kẹt ngày càng dày. Trong vài tháng, liên tiếp xảy ra các vụ kẹt thang, rơi thang xảy ra, đều vào giờ cao điểm, đông dân cư, học sinh, trẻ em đi lại. Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 8, trong 20 phút tại tòa nhà HH2C Linh Đàm xảy ra liên tiếp hai sự cố thang máy. Thang máy số 11 của tòa nhà đang vận hành thì mắc kẹt tại hố thang giữa tầng 1 và tầng hầm, bảo vệ phải cậy cửa để đưa người dân ra ngoài. Chỉ 20 phút sau, thang máy số 13 cùng tòa bỗng dưng ngừng hoạt động. Người dân đang loay hoay chưa biết xử lý sao thì thang máy đột ngột đóng cửa cabin, kéo lên khi chưa đóng hết cửa, suýt kẹt trúng một người đàn ông mới bước được nửa người vào trong. Theo người dân ở đây, sau các sự cố thang máy, cư dân đều có ý kiến với ban quản lý chung cư và đơn vị bảo trì thang máy để kiểm tra khắc phục. Tuy nhiên, việc thang rơi tự do vẫn xảy ra. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hải Đức, chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam cảnh báo, tình trạng thang máy mất kiểm soát, đóng cửa khi hoàn toàn không có người trong cabin hoặc dừng đột ngột khi đang hoạt động là tình huống vô cùng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người sử dụng. Theo ông Đức, thang máy bao gồm hai hệ thống chính là cơ khí và điện. Các vấn đề cơ khí như cảm biến tầng không hoạt động hoặc cửa thang máy hở đều có thể gây ra hiện tượng thang máy di chuyển mất kiểm soát. Hệ thống đối trọng và cáp tải nếu không được kiểm tra điều chỉnh đúng mức cũng có thể gây trượt thang, đặc biệt khi hệ thống cảm biến tải trọng không chuẩn dẫn đến việc quá tải mà không báo động, thang máy có thể trôi hoặc dừng lại đột ngột khi quá số lượng người cho phép. Vấn đề an toàn thang máy còn đến từ yếu tố con người. Ông Đức chỉ ra rằng đội ngũ kỹ thuật viên phụ trách thang máy tại nhiều tòa nhà không có đủ chuyên môn, chứng chỉ hoặc bị thiếu đào tạo, dẫn đến tình trạng đấu tắt mạch an toàn để tránh lỗi hệ thống, khiến thang máy có thể hoạt động ngay cả khi cửa chưa đóng hoàn toàn. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt là thang máy không có hệ thống ngăn chặn gian lận như tại các nước châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng kỹ thuật viên bảo trì thang máy cần phải được đào tạo chuyên sâu và có chứng chỉ hợp pháp. Đồng thời, người quản lý vận hành tòa nhà cũng cần có chứng chỉ vận hành thang máy để đảm bảo an toàn cho người dân. Qua sự việc nói trên, tôi khuyến cáo đối với quản lý vận hành tòa nhà phải nắm vững chuyên môn, nếu không, tai nạn không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Đối với kỹ thuật quản lý vận hành tòa nhà phải nắm vững những vấn đề này, phải có chứng chỉ đào tạo. Sau khi bảo trì bảo dưỡng phải rà soát kiểm tra tất cả các mạch an toàn,
Kỹ thuật viên phải hiểu việc đấu tắt này hết sức nguy hiểm, gây ra tai nạn chết người có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Người dân không chen lấn xô đẩy, không cố tình bước vào cabin khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại, ông Đức chia sẻ thêm. Ông cũng khuyến cáo thêm, trong trường hợp muốn mở giữ cửa thang máy, người dân chỉ nhấn nút mở thang trên bảng điều khiển một lần, không nhấn giữ quá lâu hoặc sử dụng tay chân vật dụng khác ở giữa cửa thang khi đang đóng lại. Nằm cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 200m, khu tập thể số 11 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, được xây dựng gần 60 năm đang xuống cấp nghiêm trọng. Gắn bó gần hết đời người, bà Hoa ngạc nhiên khi căn hộ 30m2 tại khu tập thể nhà mình được giao bán trên mạng với giá gần 10 tỷ đồng. Cuộc sống bên trong khu tập thể tối tăm ở Hà Nội. Khu tập thể được xây 4 tầng lợp ngói, gồm khoảng 160 căn hộ rộng từ 6 đến 24m2. Hàng trăm hộ dân ở đây đang sống trong một cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước. Từ ngày nghỉ hưu, bà Hoa, 74 tuổi, cũng quen với công việc ngồi bán nước trước cửa khu tập thể mỗi sáng. Bà chủ yếu bán cho người cao tuổi quanh khu vực đi tập thể dục, tận hưởng không khí đông đúc, ngột ngạt nơi phố thị. Vài tháng nay, khu vực bà Hoa sống nhộn nhịp hẳn lên. Có người môi giới dẫn khách đến xem nhà, người mua hỏi thông tin, có khách quen, còn trêu đùa, bà Hoa sắp giàu to rồi. Lý do là mới đây một căn hộ rộng 30m2, mặt tiền 3m tại khu vực nhà bà đang sống được giao bán trên một số trang bất động sản với giá là 9,8 tỷ đồng, tương đương hơn 326 triệu đồng trên 1m2. Bà Hoa gắn bó với khu tập thể đến nay là 54 năm, căn hộ 12m2 là nơi bà cùng chồng và ba đứa con, hai gái một trai sinh sống, từ việc quay trái quay phải đều đụng phải nhau. Thời đấy, các hộ về đây được cấp cho 24m2, sau đó công nhân đông lên, nơi ở không đủ, các căn hộ được phân nhỏ ra để chia. Nhà nào có vợ chồng, con cái thì được 12m2, nhà nào độc thân thì 6m2, bà Hoa nói. Bà cũng chia sẻ, năm 1970 có nhà đã là may mắn, chẳng ai kêu ca về chuyện chật hẹp hay khó khăn. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, công nhân đến tuổi lập gia đình, sinh con đẻ cái, dân số khu tập thể ngày một tăng theo cấp số nhân, cuộc sống dần chật chội. Tổng diện tích của khu tập thể gần 400m2 chia làm 4 tầng, mỗi tầng 20 hộ sinh sống. Những căn hộ tầng 1 còn được 12m2, các căn hộ tầng trên vì chừa lại lối đi nên diện tích chỉ còn hơn 10m2. Trong ký ức của bà Hoa, trước đây khu tập thể có sân rộng, thoáng mát, trước mặt, sau có thể đi quanh. Nhưng số dân ngày càng một nhiều lên, mọi người mua nhà, cơi nới dần, giờ chỉ còn lại một lối đi nhỏ hẹp. Cả mấy chục căn hộ chỉ có một lối ra vào duy nhất, xe máy xếp kín hai bên mất an toàn. Những tầng trên không có không gian sống nên phải đua ra theo dạng xây chuồng cọp. Một số hộ không chịu được cảnh chật chội phải chuyển đi. Nhà bên có điều kiện chút thì mua lại, sửa sang cải tạo lại thì có nhà vệ sinh riêng, chỗ ngủ rộng hơn chút, còn lại có hộ chỉ đủ kê cái giường, bà Hoa nói. Khu tập thể của bà Hoa mỗi tầng có một nhà vệ sinh chung, nhiều lúc phải xếp hàng chờ đợi lần lượt tắm rửa đi vệ sinh, nhưng bà cho biết ở mãi thành quen, con cái bà sau nhiều năm chen chúc trong căn hộ 12m2 đã ra riêng lập gia đình, chuyển đi nơi khác thuê nhà sinh sống. Chồng bà Hoa mất, bà chẳng muốn làm phiền con cháu nên bám trụ lại đây. Cô con gái và cháu gái mấy năm về ở chung nên bà cũng đỡ buồn. Hiện bà Hoa sống cùng con gái và cháu gái trong căn phòng này. Để có thêm không gian sinh hoạt, bà làm một gác xếp để ngủ. Phía dưới chỉ đặt một chiếc giường và một chiếc ghế sofa. Thi thoảng có khách thì lấy ra ngồi. Không có chỗ, mỗi lần nấu cơm, bà kê nồi, bếp trên bể nước của khu tập thể để nấu. Đồ dùng nhà bếp cũng được tối giản hết sức, chỉ có một chiếc nồi cơm điện, vừa kho cá, đổ ra bát lại chuyển qua cắm cơm. Ngoài cái mắc có nhà Hà Nội, ở đấy chẳng có gì cả. Có lần chúng tôi được lên báo, nhiều người còn cười bảo Hà Nội mà nhà chẳng ra nhà, không bằng cả ở quê, bà Hoa cười nói. Bất ngờ căn hộ tập thể được giao bán 4 đến 10 tỷ đồng. Ở đây bao năm, bà Hoa chưa một lần nghe trả giá căn hộ ở đây 2 đến 3 tỷ đồng, chứ đừng nói đến 10 tỷ đồng như mọi người đồn. Cách đây vài tháng, bà nghe nói một căn sát mặt đường bán nhưng không nghĩ được tận 10 tỷ đồng. Tôi chỉ thấy họ chào bán trên mạng thế, chứ thực tế người dân ở đây cũng không có ai bán, mua nhà, không rõ từ khi nào giá nhà lại cao như vậy, bà Hoa cho hay. Khảo sát một số trang bất động sản, một căn hộ tập thể sát mặt đường Vọng Đức đang được giao bán với giá gần 10 tỷ đồng. Một căn hộ khác nằm bên trong khu vực, khu tập thể cũng được đang bán với giá là 4,6 tỷ đồng. Một môi giới bất động sản ở khu vực này cho biết nhà tập thể cũ, nhà trong ngõ ở Vọng Đức được giao bán 90-150 triệu đồng trên 1m2. Đối với căn hộ riêng lẻ sát mặt đường hoặc ngõ rộng ô tô đi lại được có giá 300-400 triệu đồng trên 1m2. Lý do nơi đây có giá đắt đỏ là bởi vị trí đắc địa nằm gần trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, thuận lợi di chuyển. Nếu sau này khu tập thể được cải tạo hoặc có dự án xây dựng mới thì đương nhiên các hộ dân cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Giá nhà lúc đó cũng có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần, môi giới này nói.
Trước những thông tin này, chị Quỳnh Anh, 44 tuổi, con gái bà Hòa cho biết, ở đây ngoài hai căn hộ nằm sát mặt đường có diện tích rộng hơn chút, đi lại thuận tiện, làm ăn buôn bán được, thì những căn hộ bên trong từ xưa đến nay chẳng ai bên ngoài đến hỏi mua vì chê chật chội, ẩm thấp. Nhà nào có điều kiện thì mua lại những căn hộ đã chuyển đi để mở rộng không gian sống. Hộ nào rộng chút thì được trên dưới 30m2, chứ người từ nơi khác về mua thì tôi chẳng thấy, chị Quỳnh Anh nói và chia sẻ. Người dân sống ở đây như chị còn muốn chuyển đi, người có tiền chẳng ai lại vào đây để chịu khổ. Nhiều năm sống ở đây, chị Hoa từng chứng kiến một số hộ bán căn 6m2 với giá là 300 triệu đồng, căn 12m2 được bán với giá là khoảng 1 đến 1,5 tỷ đồng tùy thời điểm. Chia sẻ về giá một căn nhà tập thể cũ giao bán 10 tỷ đồng, một người dân sống tại đây khẳng định, chỉ cần ai trả tôi 4-5 tỷ đồng, tôi sẵn sàng bán ngay căn hộ mình đang ở, chuyển đi ngay trong ngày, chứ đừng nói đến con số hàng chục tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các chung cư cũ, đặc biệt là khu căn hộ tại nội đô, vì vậy việc nhiều chung cư được giao bán với giá cao không phải điều bất thường. Theo ông Điệp, các nhà đầu tư thường nhắm đến các căn hộ tầng 1 nằm trên các mặt phố lớn hoặc gần đường chính. Những căn hộ này được cơi nới thêm để kinh doanh nên diện tích rộng hơn so với các tầng cao. Khi có chính sách đền bù, chủ sở hữu không chỉ được nhận diện tích gấp đôi căn hộ đang sở hữu mà còn giữ quyền kinh doanh, khiến phân khúc này ngày càng thu hút đầu tư. Nhu cầu nhà ở và nhà đầu tư hiện nay rất lớn nhưng nguồn cung chưa đủ, đây là nguyên nhân dẫn đến việc giá nhà tiếp tục tăng. Nhiều chủ sở hữu chung cư cũ không muốn bán hoặc ít bán vì kỳ vọng dự án cải tạo mở rộng sẽ giúp họ giữ vị trí trung tâm, ông Điệp cho hay. Ông Điệp cũng nhận định khu vực Vọng Đức gần Hồ Hoàn Kiếm có vị trí đắc địa và giá trị cao, giá ở đây có thể lên đến 1 đến 2 tỷ đồng trên 1m2. Những căn hộ trong các khu vực đắc địa thường ít người bán, không chỉ do giá cao mà còn vì tâm lý chờ đợi các dự án cải tạo. Nhiều cư dân tại đây là công nhân, viên chức từng được cấp nhà ở và không muốn chuyển đi do quen thuộc với khu vực, diện tích căn hộ quá nhỏ để bán hoặc khó tìm nơi ở mới nếu bán đi, đồng thời mong đợi chính sách cải tạo. Theo quy định mới, diện tích căn hộ tối thiểu phải đạt 45m2, với những căn hộ nhỏ hơn, chẳng hạn như 12m2, chủ sở hữu sẽ được mở rộng gấp đôi lên 24m2 và có thể mua thêm các phần diện tích còn lại với mục đích giá ưu đãi. Quy định này giúp người dân có thể sở hữu nhà trung tâm với chi phí hợp lý hơn so với việc mua căn hộ mới. Ví dụ, một căn hộ 30m2, mặt đường sẽ được mở rộng thành 60m2 nếu có dự án cải tạo hoặc xây mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá nhà tại Hà Nội hiện tại có nhiều biến động và người mua nên cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích rủi ro khi quyết định đầu tư. Trong vài năm qua, không có dự án nào được phê duyệt cấp phép đầu tư. Hầu hết các dự án trên thị trường hiện tại đều là dự án cũ được mua đi bán lại, nguồn cung hiếm trong khi nhu cầu lớn khiến giá ngày càng cao. Chuyên gia cho hay, mặc dù giá nhà hiện tại cao, song nếu sắp tới các dự án mới được phê duyệt và triển khai đồng loạt, giá nhà có thể hạ nhiệt. Người mua có thể bị lỗ khi xuống số tiền quá lớn cho một dự án đã cũ.